bao giờ đấy. Nào đồ chị Điển cho bà mà, bà ngoại. Hôm nay anh Mít anh nấu đồ thì Điển cho bà ngoại ăn đó ông bà cô chú anh chị ơi. Cảm ơn xem. Cả nhà xem đây, đồ của Thị Điển, anh xách anh mang về. Cái này là cá tuyết á cả nhà, rồi xong nó nằm ở trong cái sốt tôm. Bình thường ở bên bển ảnh mua cái cá tuyết không mà, rồi xong anh tự làm cái sốt. Nhưng mà do đi về đây chắc sợ thiếu nguyên liệu cho nên nó hả anh mua làm sẵn như vậy nè. Chỉ việc hâm lên thôi. Cái này là cá tuyết người ta xay ra, người ta làm như cá viên chiên vậy đó, nhưng mà của Thị Điển. Xong rồi. Rồi anh Mít anh nấu ăn xong rồi. Cả nhà ơi vô ăn. Ôi cái gì mà thơm dữ vậy? Cái gì mà thơm dữ vậy Mít? Ủa sao đây look so good? Và lo gà đưa phô gù mát. Bột tô thì khoai tây. Nhìn nghe mặt chị Tám chị diễn rồi kìa. Giống diễn viên chuyên nghiệp quá chị Tám nha. Cái khoai tây này anh cũng sắp từ ở Thụy Điển về luôn á cả nhà mình. Cái này tiếng Thụy Điển nó kêu là fresh potatoes, là vô cái ngày mít xóm mã đó, hôm bữa mít xóm mã đó ăn là phải ăn với cái khoai tây tươi như vậy nè. Rồi cái món truyền thống của bên Thụy Điển á là ăn với lại cái cá chích ngâm cái này nè, ngâm rồi ăn kèm với lại cái này nó kêu là grand fil, là giống như là cái sữa chua không đường lên men đó. Đó bây giờ anh sẽ ra chỉ cho bà ngoại cái cách ăn như thế nào thì cả nhà xem coi cái phản ứng của bà ngoại nha. Dạ, xin ta hầu em ta. Nó. Bon anh, Phú đi xuống ăn nè. Anh đem luôn cái này về nữa nè mẹ. Cái này là bánh mì cứng, knäck cabra đó, bánh mì cứng đó. Mẹ, bà có chú ăn. Bữa giờ Lít cũng thèm đồ Thụy Điển lắm luôn rồi ông bà cô chú anh chị ơi. Rồi Lít ăn đi. Thôi để cho con gấu nó dưới đó đi, kệ nó. À không cho con gấu ăn hả? Lít ăn một mình. Đúng rồi. Men du ska äta lite knäckebröd också Sofia. Jag får äta knäckebröd. Det finns ingen smör. Mời ông bà cô chú ăn. Rồi Phú bỏ ra coi. Coi chừng thúi đầy nhà hết nha. Không, cái này nó đâu có thúi đâu. Mắm cá chết nó đâu có thúi bằng cái kia. Cái này bữa mày ăn được mà, mấy bữa thì điểm mày ăn được mà. Đúng rồi, giỏi chưa? Mà ngoại mới sành điệu chưa? Đâu Phú ăn thử coi. Tar ni potatis först? Om ni vill skala eller inte, det behöver ni inte göra. Men om ni vill så får ni skala. Rồi lấy cái khoai tây, xong rồi bắt đầu cạo vỏ ra đi. Cái này là theo của bên Thụy Điển luôn, là tự ngồi cạo vỏ ra, ai ăn bao nhiêu củ là tự cạo. Dạ. Chứ không có gọt vỏ ra sẵn. Rồi cho cái mắm cá chích vô. Mời em bà. Mời em bà cô chú ăn nha. Dạ hỏi quá vậy chị hai. Cạo cạo đó nó. Ừ con muốn đổ vô, con đổ cho chị hai với cho con cái này. Đó anh Mít anh chỉ nè, ảnh là chuyên gia khoai tây mà. Đó thấy không, vậy nhanh hơn không? Đâu sao dây ngon thế với sả mùn mu. Sáng dạ không? Chị biết đó, thấy chưa bà ngoại? Bà ngoại thấy chưa? Thì đó. Sốt đó là sốt tôm hùm. Nó nói mẹ ăn gian kìa. Đi ngồi làm gì vậy? Ăn mấy con tôm trước no rồi lát khỏi ăn đồ ăn của nó phải không? Sáng bà ngoại làm tôm chiên bột cho mấy nhỏ ăn sáng đó. Mà còn dư rồi, ngoại làm nhiều quá còn dư rồi hai ba con. Kệ đó, anh Mít làm sao thì mày làm theo giống vậy.
Giống như bình bữa giờ về là ăn đồ Việt Nam không, tập cho anh ăn phải không, bữa nay anh đem đồ Thụy Điển về luôn cho nhà ăn thử này. Em cái đó nó chua mà, nó đâu có đâu chét vô trong cái bánh đó đâu. À, vậy đó hả? Ờ, chứ ai đâu chấm vô vậy. Nếu mà muốn béo hơn á thì lấy cái kem sữa tươi, còn cái này nó giống như là sữa chua vậy đó, kem Greek yogurt á. Mỡ hành đâu, hành sống thôi. Hành sống rồi hả? Ờ. Rồi xong rồi chan một miếng cái nước sốt của cái trong cái cá đó vô. Ăn hết cho tôi. Nhớ nha chị Tám nha, phải ăn nha. Ép mít ăn đồ Việt Nam mà bây giờ mít ép lại là phải ăn nha. Lấy miếng thì ra phải không? Đúng rồi. Có cái mặt Phú. Thèm đồ Tây mà phải không? Ủa sao bây giờ sao con ăn đồ Tây mà con ăn bằng đũa vậy Phi à? Con đi về Việt Nam với con thành Việt Nam chính gốc luôn rồi hả? Còn lít nè. Ngon không lít? Ngon quá sit trời down. Quá đất luôn rồi ha. Sit down. Ủa sao nữa? Flair de Phú. Cái này nó xách luôn cái rượu mạnh của Thụy Điển về cho uống ăn chung với cái ngày mít xôm mà. À, cái đó hoa cơm cháy này flair để mua thích ôm. Lấy cái flair để cho bà ngoại đi. À, cái hoa cơm cháy cho bà ngoại. Rồi dạ. Rượu mùa hoa cơm cháy mẹ thích đó, đợt qua bên Thụy Điển mẹ ăn thử đó, uống thử đó. Rosemary sẽ uống thêm nhá. Thêm giam họa đó gì lá thơm. Phú cũng lá thơm không? Nào dễ uống thôi. Cái này là bưởi nè. Bưởi với lại cái gì bưởi với lại gừng. Nào dễ uống. Có cho tôi lửa được không? À, lửa đi. Này là à, cái này là cái cung điện ở gần nhà. Đem cho thử đi, màu đỏ nhà gì vậy? Lửa đi. Thích coi cái nào lấy cái đó. Này lấy gì vậy? Cái đó là gì? Cái đó là gì? Ai biết son grammar gì fin aqua gì đó. Grammar fin aqua biết. À cái này cái giống như oregano vậy đó, cái mùi oregano nhất hả? Không có cái mùi. Thôi đổi đi mùi nhất. Cái đó nãy đưa cái pomegranate đó uống là dễ uống nhất rồi đó, thơm hồi nãy để xuống rồi đó. Đâu thôi để tôi lượt. Cái đó là cái kem sữa tươi đổ vô cũng được. Ảnh xách luôn cái bia của Thụy Điển về luôn, được uống cho đúng của Thụy Điển luôn. Ăn đi con. Hôm bữa Julia nói là Julia ước gì được ăn cái fish bồ lá. Cho nên mẹ nói là mẹ sẽ biến cái điều ước đó thành hiện thực cho con đó. Cho nên ba đi về, bà xách cái fish bồ lá về thì con phải ăn sao mà con ăn thiệt là ngon lành lên. Phú ăn thử cái fish bồ lá coi. Ăn cái khoai tây với lại cái mắm đi, ăn thử cái mắm đi. Mẹ có thọ thì xôi. Thấy sao? Ngon đúng không? Nó chua chua ngọt ngọt mà, nó đâu có hôi đâu. Bình thường. Ừ. Phải bỏ thêm một cái, đúng rồi, phải bỏ cái chua chua đó vô nữa, quệt cái chua chua, cái sữa chua đó chung với nhau nữa. Cái grafi vô luôn. Sao bà ngoại? Ngon. Ngon mà sao cái mặt nó hơi bị sượng sượng. Ngon thiệt mà đúng không? Nói với mít đi, ngon tiếng Thụy Điển kêu là sao? Ru lịch là gì? Giỏi, kêu mẹ giỏi. Ru lịch vui quá. Giỏi đây Đức tí. Đó. Thơm thơm đúng không? Còn cái vị nó làm sao nói cho ông bà cô chú anh chị nghe nè. Ngọt ngọt chua chua. Thơm thơm. Chua chua. Ừ. Nó có mùi thơm lắm. Đúng rồi, chứ nó không phải nó bị thối đúng không? Nó kêu mắm nhưng mà nó rất là thơm. Rồi xong rồi uống một miếng bia Thụy Điển vô nữa, hay là uống cái kia kìa, cũng cái ly kia. Ờ, cũng cái rượu vô. Hey lang gol, hop la 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 lay. Hey lang gol, hop la 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 lay.
Och den som inte helan tar, han heller inte halvan får. Helan går! Sjung hopp för alla lej! Skål! Skål! Ja! Skål! Skål! Ngon đúng không? Trời ơi, mày uống cái này đi. Cái này là coi nè. Thì thử đi. Mình cần biết không? Mà nó nóng. Cái này nó đắng nhét vậy. Varför är det så besk? Det står beska droppar på den. Varför tar du det? Jag ser inte, jag filmar. Em là cameraman, cả nhà em giật em lấy đại cái này, cái nhìn cái này nó đắng quá, nghe cái này nó ghê nhất luôn á. Cái đó là gì? Flè đã mà hoa cơm trái, đúng rồi, cơm trái là ngon nhất. Cái này con là ghê nhất nè, đắng ngét luôn. Thử không Phúc? Ăn thử cái fish bùa lá đi, cái cá viên của Thị Điển á. Cái này y chang gì đâu, nó bị mềm hơn. Cái chiên Việt Nam thì nó giòn, nó dai, còn cái này nó bở. Cái này là đồ ăn của con nít hoặc là của người già. Rụng răng hết rồi, dai không nổi đó. Chị đưa vô cái là tan đó. Vậy thôi, cứ ăn đơn sơ vậy thôi hả? Đơn sơ vậy đó, người Điển đơn giản mà. Cũng được. Ủa gì vậy chị Tám? Ủa gì vậy? Chị làm sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chị Tám ăn xong món tay gì vậy? Chị Tám ăn món ta. Chị ăn chứ nó. Chị Tám không thể nào mà thiếu sống thiếu cơm. Chị Tám ăn món tay xong rồi chị Tám phải húp tô canh chua. Chị Tám mới chịu nổi. Ôi ăn đi, mắc cỡ gì vậy trời. Té đã. Bà ngoại mới vừa khui trái mít tố nữ ra đó, cả nhà mình nguyên trái mít rồi, được bao nhiêu đây muối nè, đem ra cho anh mít ăn thử. Tại vì anh mít anh cũng khoái ăn mít lắm, nhưng mà mít tố nữ anh chưa ăn bao giờ, lâu lắm rồi luôn. Em thường mới thấy trái mít tố nữ lại cả nhà, tại vì thường ăn mít thái không à, mít dừa mít thái vậy đó. Sugar đem mít vỏ. Cái trái này tên là mít. Ngon không? Ngon. Ngon hả? Ngon. Rồi ngon luôn rồi kìa, khoái luôn rồi kìa mẹ. Lít ăn thử không? Defense khoan hả? Duska Sport Tuyết. Có cái hộp ở trong á, ăn luôn cái nhai luôn cái hộp đi. Lít ăn thử không? Lít mới ngủ dậy đó bà cô chú anh chị. Lít còn say ke. Den är gammal dags jackfrukt, mitt. Lite kladdig, men det är väldigt söt va? Kan du ta och torka den? Ja. Mm. Det är mitt dag. Chị Hai ăn thử đi chị Hai. Rồi, con ăn thử đi. Không sao, con thấy sao? Bình thường hả? Con bỏ hết vô miệng, con đừng có lấy cái tay, con lấy như vậy nó dơ lắm, rồi con đi rửa tay luôn đi. Ông bà cô chú coi chị Hai chị Ba với Alice hôm nay bận mua đồ ngầu chưa? Đi về đây bữa giờ tao nói bệnh ở nhà đó, ông bà cô chú anh chị đi lên Shopee á, ngồi cứ đặt liên tục vậy. Một ngày cả chục cái đơn Shopee vậy đó. Đặt cái quần màu đen cho thị Lít luôn mà shop nó giao nhầm cái quần màu hồng nè. Chứ không thôi là ba. Con đi đâu? Con đi tô tượng. À, hồi bữa giờ là hứa với chị Hai chị Ba là dẫn chị Hai chị Ba đi ra đi tô tượng. Nhưng mà do ra bệnh á, đi ra sợ lây người ta đó, cho nên bây giờ là đã hoàn toàn khỏe rồi. Hôm nay khô hết trơn rồi, mặt Julia khô hết rồi.
Cho nên bây giờ sẽ dẫn tụi con đi ra tô tượng. Ông bà cô chú đi theo Sophia Julia coi có mấy bạn nhỏ tô tượng có đẹp không nha. Alice hôm nay có tô không? Dạ. Dạ, ok. Hồi nãy tính đi tô tượng á, nhưng mà cái đi sớm mấy cái tiệm tô tượng chưa mở cửa. Mà gần nhà bữa giờ mấy cái chỗ này là khu vui chơi nhiều lắm. Mấy bạn nhỏ đi ngang qua đồ đi vô hoài vậy, nhưng mà do bị cháy rạ cho nên không có vô. Hôm nay cho vô bù nè, chơi trước đi rồi xong rồi tô tượng sau. Nét bọn cái quần gì kỳ vậy nét? Cái quần dài với còn ngoại sắn lên giống như đi bắt cá vậy. Ở dưới đây nó là đá không á, ông bà cô chú anh chị em, mấy cái hộp đá nhỏ nhỏ như vậy nè. Hơi đi đau chân một chút nhưng mà nước khoái rồi. Ôi, đập cái đầu rồi. Cái quần này trơn quá mà. Ôi, có chừng đập tay con. Ủa nãy kêu đi tô tượng mà sao vô đây khóa cho chơi luôn rồi. Để đang nắng. Con muốn có cái gì? Muốn hình nào? Kuromi. Cái con phiêu hoạt hình Kuromi á, màu tím tím giống cái áo mua bữa mua. Để mẹ đi ra mẹ hỏi chú, để cậu ba đi ra hỏi chú à. À không thôi con tô cái hình khác đi. Chị hai đâu mất tiêu rồi? Chị hai đâu mất rồi? Ấy da. Ấy cái chân của ai vậy ta? Julia có hai cái chân hả? Julia có bốn cái chân hả? Kêu Lít lên chơi, Lít nói không, Lít không dám chơi. Rồi, đi ngược lại. Tròn nó trơn nó khó đi hơn. Rồi đòm lại nha, một nha. 1 2 3. Sophia hay quá. Bây giờ mình đổi chỗ đi, mình đổi chỗ coi coi ai làm. 1 2 3. Chị ba Julia xuống nằm đó cho em nhảy cái tưng tưng vậy đó hả chị ba? Có chừng con nhảy mạnh quá, có chừng té em á. Nhảy vừa vừa thôi. Alice chơi vui quá, Alice không chịu về rồi nè ông bà cô chú anh chị. Alice đứng ở đó, Alice khóc quá trời khóc luôn à. Alice nhõng nhẽo hôm nay, Alice không có ngoan rồi ông bà cô chú anh chị ơi. Trời ơi, chị ba kìa, tóc tai chị ba ướt nhem ướt nhẹp hết trơn luôn. Chị ba nhảy quá luôn mà. Chị ba sợ quên dép của em, chị ba xách dép và chị ba đưa. Ok, con nóng nực quá, thôi đi qua bên kia mẹ cho con đi tô tượng, con ngồi cho nó im lặng chút xíu nha. Ờ, nóng quá, cái mặt hôm nay á hả, nó khô rồi, sắp sửa rụng rồi, sắp đẹp rồi, Julia sắp đẹp trở lại rồi. Bây giờ vô đây cho Sophia đi tô tượng nè. Đâu con cởi nón ra cho mẹ đi. Ờ con vô con lựa đi, con coi con nào được con lấy đi. Đây nhiều con nè, cho tha hồ chị hai mà lựa.
sao lựa được con nào rồi? Nãy giờ mấy bạn nhỏ lựa được mấy màu, mấy con rồi nè ông bà cô chú anh chị ơi. Cái con này là con gì Sophia? Kuromi vậy đó. Cái con này là 80.000 tiền Việt Nam một con này. Con này cũng 80 luôn. Lít lựa con nhỏ xíu là tại lít không biết sơn, lít sơn đại con nhỏ nhỏ thôi, con cáo. Con đó là con gì lít nói đi? Con mèo hả? Con cáo. À, cậu ba dễ con gì vậy cậu ba? Rồi dễ nha, dễ cho đẹp đẹp nha. Xong cho ông bà cô chú coi tụi con giỏi cỡ nào nha. Lít. Lít 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 lít. Cho phô miếng đi, để đây nè. Lít tô đẹp quá trời. Để đây. Trời ơi ông bà cô chú ơi, lít nó tô được nguyên cái hình này luôn nè ông bà cô chú ơi. Thấy không? Lít tô cái hình này hả? Hay là cái hình này? Cái hình này hay cái hình này? Lít tô cái hình này. Quá đẹp luôn rồi. Dũng xinh, tưởng cái Dũng xinh không. À, quá sĩ á. Đâu quay, quay quay cho cậu ba coi coi cái mặt nó coi. Ủa bên đây là cái mặt á hả? Ôi trời đất ơi, nhìn không ra. Ôi đất cô đẹp quá. Đẹp quá đẹp rồi. Ông bà cô chú xem nè, của Julia. Julia là con nào? Con chỉ cho một cô chú xem. Julia là con này. Chị hai là con kia. Đó, mà cô chú anh chị coi đẹp không? Xịt nước bóng lên, cái nhìn nó bóng lên, nó đẹp hẳn ra. Giỏi quá ta. Còn của thị Lít đâu? Con nào của Lít đâu? Cái này của Lít à. Lít tô cái con gì vậy mà đủ thứ màu ở trong này. Đây là con này của Lít nè. Con của Lít vàng khè. Tôi tưởng tưởng nhanh nhưng mà lâu không tưởng luôn á cả nhà. Trời mưa lớn quá trời lớn luôn. Bây giờ nhà dịch đi về nè, tắm mưa đi về luôn. Nãy mấy bạn nhỏ nó nói nóng quá cho nên nó hả, mấy anh chị em mẹ con vậy đó, đèo nhau đi về tắm mưa, đứa nào đứa nấy ướt như con chuột lột luôn vậy đó. Thôi bây giờ cũng trễ rồi, nhà dịch cũng xin phép dừng video ngày hôm nay tại đây. Mến chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình vào clip sau. Bye bye. Yeah, yeah, yeah.